Dạ em chào anh Khánh ơi. Dạ con kính chào cô chú bác anh chị đằng xa. Dạ hôm nay con mới về được mười mấy phôi mai thứ quý, xin được giao lưu cô chú bác ạ. Số điện thoại con là 0939 198 843, số đúng là Zalo cô chú. Đây là mã số 1 cô chú. Cốt gió cây ha. Dạ. Để cũ cô chú. Dạ. Này là con bao ship toàn quốc, chỉ có cây cuối cùng là con bao ship 300 cô chú. Dạ 32 cô chú. Tốt cho anh luôn á. Nó tốt dưới tới 3 hợp 4 mà nó trên đầu cổ ghế luôn nha cô chú. Dạ. Đường kính bầu là 44. Hốc thăng là 34. Cao là 115 à. Cây cây này giót ngọn còn có 9 nha cô chú. Dạ mã số 1 này con xin giao lưu là 2 triệu 9 cô chú. Theo là mã số 2. Một cốt ba thăng chỉ cành điều. Đế là đặt cái ăn cô chú. Dạ. Như cành không trống. Dạ, già lắm rồi, xù. Bốn mươi hai cô chú. Tổng cụm đế là 108. Đường kính bầu 60. Cao là 107. Mã số 2 này con xin giao lưu là 8.500.000 ạ. Theo là mã số 3. Không cao chỉ cành đều. Đế nguyên bài cũ luôn. Ba mươi tám hoành cơ chú. Cũ là 50 mốt ơi à. 50. Đường kính bầu 50 luôn. Hốc thăng 50. Chiều cao là 160 à. Mã số 3 này con xin giao lưu là 4.500.000 à. Theo là mã số 4. Cây này lực cây cô chú. Cũ. Dạ. Yeah. Là 40 rồi vô. Của đặt là 69 thôi vô. Đường kính bầu là 58. Hoặc thăng 30. Cao 135. Mã số 4 này còn xin giao lưu là 5.400.000 ạ. À.
theo là mã số 5. Cây lực cây đó cô chú. Cổ nguyên cũ. Đây nở chặt ha. Dạ. Là 39 rồi chú. Dạ. Như này nó tới 43 rồi chú. Cây này nó chạc dữ lắm. Em còn đo nguyên cái khối đặc, cái củ đặc. Nguyên khối đặc này nó tới 95 người chú. Dạ chiều cao là thằng tài luôn cô chú ơi, 79 nè cô chú nè, cũ dữ lắm, bự nha cô chú. Rồi mã số 4, mã số 5 này con xin giao lưu là 5.500.000 cô chú. Dạ. Số điện thoại con là 0939 198 843, số đó cũng là Zalo cô chú. Mã số 6 ạ. Sáu rồi mày dán hú rồi coi vô. Dạ. Xây tiếp quất vô lĩnh. Nắm con dây á, xây theo chiều đó. Này trên đây là cái eo rồi chú, 28 rồi chú, 29 nếu 28 cái này nè, hoành nó là 33 rồi chú. Nguyên cái cụ đặc này là 67 rồi chú. Tổng cụm đế là 145. Đường kính bầu là 48. Cao 117. Mã số 5 này, mã số 6 này con xin Zalo là 5 triệu ạ. Theo là mã số 7 ạ. Nhấn chật chi cành điều cô chú. Dạ. Yeah. 40 rồi chú. 40. Tốt trên không cắn đâu nha. Đường kính bầu là 52. Thốt thăng là 45. Cao là 155. Mã số 7 này con xin Zalo là 4.9 ạ. Theo là mã số 8 ạ. Nguyên một bệ. Bệ đế đặt.
Dạ, túc trên đây là 36 rồi chú. Không cắn đâu là tới 41 rồi nghe coi chú nè. Đường kính đầu 53. Cao 155 à. Thoát thằng 60. Mã số 8 này con xin giao lưu là 5.400.000 à. Theo là mã số 9 à. Dạ. Để con nào nó lấy bành bành không? Dạ 37 thôi chú. 37. Tổng công đế 150. Đường kính màu 50 à. Thoát thân 45. Cao 116 à. Mã số 9 này con xin giao lưu là 4.1 triệu à. Theo là mã số 10. Số 10 là cây một cốt chi cành đều nghe coi chú. Đế là mặt nào cũng có nghe coi chú. Cây cành tứ diện ha. Dạ. Là 36 yếu 35 rồi vô. 35 quanh. Tổng cụm đế là 160. Thoát thân là 40 ạ. Cao 140. Tán ngang là 1 mét à. Mã số 10 này con xin giao lưu là 6.500.000 ạ. Theo là mã số 11 à. Để có cho nha. Dạ. Vậy là 33. Cụm thế là 135. Đường kính bầu 50. Chiều cao là 64 à. Mã số 11 là xin giao lưu là 3.1 à. Mã số 12 à. Cây số 12 này, cây này con bán rồi à, con đem lên tới chỗ gia tứ quý vậy đó, anh nói khô chết. Cơ sở anh cũng cái xưởng anh làm lớn lắm, ở Thủ Đức đó, đường Nguyễn Chí Quốc đó cô chú. Con giao xe tới chỗ luôn á. Vậy là 31 hoành à. Đường kính bầu 45. Hốt thăng 36. Chiều cao 101. Đây cũng giót cây coi chứ.
Còn 12 cơ chứ. Mã số 12 này con xin giao lưu là 2 triệu 9 à. Theo mã số 13 lực. Dạ. Dạ là 45 hoành coi chứ. Tổng cụm đế là 150 à. Đường kính màu 54. Cao 41. Mã số 13 này con xin giao lưu là 4 triệu 500 ngàn à. Rồi, tiếp tục luôn. Theo là mã số 14 à. Cái này nè mà. Lên cái tàn đi, dục cái này lên đây là. Yeah. Lấy cái tàn đấy vô bỏ lên đây, hoặc là cái này xuống đây, lên này lên đấy. Ờ. Dạ là 33. 33 quanh. Cao 140. Mã số 14 này còn xin giao lưu là 2 triệu 700 ngàn à. Theo là mã số 15 là cây tứ quý tàn coi chú. Dạ. Yeah. Giòn vô ấy. Để luôn. Để khá đều ha. Bỏ đều. Dạ là 25 à. Thốt thăng cũng 25 luôn cô chú ơi. Tán ngang là 150. Chiều cao là 200. Mã số 15 này con xin giao lưu là 1 triệu 300 ngàn nha cô chú. Dạ. Theo là mã số 16. Dạ. Dạ, nó một bể. Dạ là 44 ạ. Cao 117. Đường kính màu 50. Mã số 16 này con xin giao lưu là 3 triệu 7 rồi chứ. Theo mã số 17 cũng là cây tứ quý tàn nữa rồi chứ.
tàn dù quá chú. Vậy là 26 ạ. Khó khăn là 69. Tán ngang là 120. Chiều cao cũng 200 luôn. Rồi mã số 17 này, cây tàn dụ này con xin giao lưu là 1 triệu coi chú. Bao ship toàn quốc rồi chú. Tiếp theo mã số 18 ạ. Mã số 18 này khủng lắm coi chú. Bánh xe xẹp luôn rồi cô chú ơi. Xẹp xe luôn hả? Dạ. Dạ. Cái này con chỉ bao ship là chỉ có 300 km thôi chú. Xa nữa mà không được ha. Dạ, cái này nặng lắm cô chú ơi. Này con để cái thùng vô vô cô chú so sánh với cái cây này. Nó bằng cái đít thùng này nè. Cái này cả đường B bự ha. Dạ. Cái này 70 mấy hoành lắm. Tôi quý giờ kiếm thứ này khó lắm người chú. Dạ. Cốt hai thăng. Dạ vị trí này là 72 cô chú. Hay là nó không có cắn ở đâu bây giờ nghe cô chú. Rồi con đo từ cây bự con đo nhiều chỗ cho cô chú tham khảo. Cao trên hơn cái này 2 phân đó là 70 cô chú. Cao hơn chút thì nó 68 rồi chú. Còn cao hơn nữa là 66 nó đều lắm cô chú. Cái này nhìn nó khủng lắm. À, chiều cao là 180. Khó khăn lên chi này là 69 nè. Đường kính màu là 80. Tổng cụm đế là 240. Dạ, một cọng rễ một con đo thử cái chiều ngang là nó tới mười mấy rồi nghe cô chú. Rễ này là 7 nè. Rễ này là 8 nè. Dạ, rễ nào lấy bằng cổ tay mình không đó. Nó không có nhiều thiệt nhưng mà nó chảy đều chứ. Cái này con chỉ bao 300 thôi cô chú. Dạ cây này xin giao lưu là 47 triệu ạ. À, con bao ship 300 km ạ. Dạ. Cây nó bằng cái thùng mình nè. À, mã số 18 này là con có giá là 47 triệu ạ. À, con bao ship 300 km cô chú. Dạ mã số 18 này cũng là mã số cuối ạ. À. Ở cuối clip con xin kính chúc sức khỏe cô chú bác anh chị gần xa, mong cô chú bác anh chị gần xa ủng hộ cho con à, con xin cảm ơn ạ. À.